Có tật có tài, chàng trai khiếm thị hai mắt nhưng lại đếm tiền chuẩn đến từng đồng. Theo đó, anh chàng khiếm thị có một khả năng phân biệt được mệnh giá các tờ tiền Việt Nam bằng xúc giác vô cùng chính xác. Không những thế, anh thanh niên này còn có tuyệt kỹ đếm tiền độc đáo của riêng anh. Có thể đếm vừa nhanh lại vừa chuẩn xác, không khác gì nhân viên ngân hàng, dù cho anh chưa học qua bất cứ khóa học nào. Trước tiên, anh xếp các tờ tiền theo mệnh giá từ lớn đến bé, sau đó anh gấp đôi xếp tiền lại. Cuối cùng, bằng những ngón tay linh hoạt uyển chuyển của mình, anh chàng chỉ mất vài giây để đếm xong tiền, chính xác đến từng con số lẻ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nếu mà có dân ta, dân ta quýt á. 8, 19, 10 ngàn, 12 ngàn, 14 ngàn. 19, 14 ngàn thôi, 19, 14. Dạ, 19, 14, 14. Ok. Hay quá, cảm ơn nha. Mặc dù đôi mắt anh không thể nhìn thấy như bao con người khác, nhưng bù lại trái tim anh trong sáng, trí anh lại thông và anh có một nghị lực vượt lên số phận của chính mình. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cho nhiều người vô cùng bất ngờ, đồng thời ngưỡng mộ trước tài năng đặc biệt của anh thanh niên khiếm thị. Cư dân mạng để lại những bình luận như: ông trời không lấy hết của ai cái gì, chúc anh thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.